Hoàng Mỹ Vân xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV. Chương trình Đông y thời đại mới ngày hôm nay xin được tiếp tục. Thưa bác sĩ, trong phần 1 của chương trình này, chúng ta đã đi nói qua về nguồn gốc ban đầu của đậu phộng là các quốc gia của vùng Nam Mỹ và từ đó thì du nhập vào nhiều quốc gia, trong đó lại có Việt Nam luôn. Và có mặt tại Việt Nam trong nhiều thế kỷ như vậy thì ngành Đông y đã có nhận xét gì về đậu phộng ạ? Vâng, theo ngành Đông y thì đậu phộng có tên là quả trường sinh hoặc là đường nhân đậu, có vị nhạt, hơi ngọt, tính mát và hơi hàn, tác dụng trực tiếp vào phế, can, tâm và tỳ vị với những khả năng là hỗ trợ tiêu hóa này, gia tăng lượng sữa mẹ, làm mát phổi, hóa đàm, kích thích sự lưu thông khí huyết và lợi tiểu, chống các chứng viêm loét, giảm chất béo dư thừa trong cơ thể và tăng cường sức lực, chống lão hóa. Tất cả các bộ phận của cây đậu phộng đều được xem là dược thảo, như là lá này, củ này, hạt đậu phộng và cái màng bọc ngoài của hạt. Dầu đậu phộng đều có những dược tính rất mạnh. Hạt đậu phộng có mặt trong những bài thuốc đông y với nhiều tác dụng như là trị thiếu máu này, trị các chứng ho mãn tính, viêm họng, cao huyết áp, vân vân. Wow, rất là ngạc nhiên luôn. Vâng. Vì lâu nay chỉ được biết là đậu phộng là một loại hạt nhiều dinh dưỡng, nhiều dưỡng chất thôi, có tác dụng bồi bổ hoặc là giảm cân, nhưng mà không ngờ lại có nhiều tác dụng đến như vậy. Thì nhân đây xin bác sĩ sơ lược qua một vài cái bài thuốc đông y tiêu biểu có mặt đậu phộng để cho quý vị được biết ạ. Vâng, để trị suy nhược tổng quát thiếu máu đó thì chúng ta có 3 công thức như sau. Thứ nhất là 75g hạt đậu phộng để nguyên vỏ, 50g hạt đại táo, 20g đường thẻ. Tất cả đều nấu trên nhừ, mỗi ngày chúng ta ăn một lần. Cái công thức thứ hai là dùng hạt đậu phộng, đậu đỏ, đậu xanh này, mỗi loại 30g, 15g đường thẻ, 15g đường phèn, tất cả nấu thật nhừ và mỗi ngày chúng ta ăn một lần. Đó là trường hợp chúng ta thiếu hồng cầu. Khi mà bị thiếu bạch cầu đấy, thì công thức sau đây sẽ thích hợp hơn. Thứ nhất là hạt đậu phộng nguyên vỏ, rồi mình dùng cái hạt ý dĩ, tức là gọi là hạt bo bo đó thưa quý vị. Rồi đậu đỏ thì mỗi loại 30g, rồi thêm 10 quả đại táo, nấu nhừ, mỗi ngày ăn một lần thôi. 3 công thức trên có thể dùng nhiều ngày cho đến khi hết hẳn các triệu chứng thiếu máu như là bị hoa mắt, ù tai, chóng mặt, mau mệt mỏi, sắc diện xanh xao. Tất nhiên là 3 công thức này không thích hợp với người bệnh tiểu đường. Nó ngọt quá không cô? Ngọt quá, ngon quá, thơm quá, ăn nhiều. Vâng, đúng như thế. Rồi ho có đàm và viêm họng mãn tính thì quý vị dùng từ 30 đến 50 gram hạt đậu phộng, rồi 30 gram mật ong nấu nhừ. Mỗi ngày dùng từ 1 tới 2 lần cho đến khi khỏi, có thể thay 30g mật ong bằng 30g táo tàu. Rồi để trị huyết áp cao này, thì chúng ta dùng 200g hạt đậu phộng để nguyên vỏ đó, ngâm với giấm trắng trong một chai thủy tinh, đậy kín một tuần lễ. Sau đó mỗi ngày ăn từ 10 đến 15 hạt. Wow. Đó là những cái công thức đặc biệt của đậu phộng. Mỗi lần nghe là mỗi lần cảm thấy phải nó chữ wow lên. Vâng. Vì vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vừa rồi là những kinh nghiệm của Đông y. Vậy thì y học của Tây phương đã có nhận xét gì về đậu phộng? Vâng, theo các phân tích của phòng xét nghiệm đó, thì có thể nói đậu phộng là một trong những loại hạt hàm chứa nhiều dưỡng chất nhất, có tới 18 loại protein quan trọng, nhiều tinh bột và chất xơ, nhiều chất béo thực vật, cung cấp một nguồn năng lượng đáng kể cho cơ thể thưa quý vị. Đậu phộng còn có nhiều vitamin như là B1, B2, B3, B5, B6, B9, vitamin C và vitamin E, khoáng chất và kim loại như là calcium, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium và zinc. Với một cái dưỡng chất phong phú nhiều như thế, chúng ta biết vì sao mà đậu phộng đem tới sức khỏe con người và rất là nhiều ích lợi. Yeah. Vâng. Quá tuyệt vời luôn. Nhân đây thì Mỹ Vân cũng muốn bác sĩ cho biết là những ích lợi của đậu phộng ạ. Vâng. Những tác dụng chính có thể được kể như sau. Thứ nhất là chúng ta vừa nói đó, hỗ trợ và duy trì sức khỏe tim mạch. Đậu phộng chứa rất nhiều các chất béo thực vật có thể hòa tan. Đó là một cái yếu tố chính giúp cho tim mạch luôn được tốt đẹp. Bên cạnh đó thì sự có mặt của vitamin E, B3 và B9 cùng các loại protein và manganese cũng góp phần bảo vệ tim mạch. Kết quả một cuộc nghiên cứu y học quy mô tại Hoa Kỳ trên 68.000 phụ nữ cho biết thường xuyên ăn đậu phộng sẽ giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim mạch. Thưa quý vị, ngoài ra hàm lượng các dưỡng chất chống lão hóa trong đậu phộng không thua kém gì các loại nổi tiếng như là
strawberry hoặc là blackberry. Và không chỉ thế, nó còn vượt xa quả táo, nó vượt xa cà rốt và củ dền. Wow. Vâng, nhiều công trình nghiên cứu cho biết là những ai ăn đậu phộng mỗi tuần một lần sẽ giảm được cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch 11%. Và nếu ăn 4 lần thì giảm được khoảng 37% nguy cơ bệnh tim mạch. Mà về cân lượng đậu phộng cho mỗi lần ăn thì các nghiên cứu này còn nói rõ là mỗi lần ăn quý vị chỉ ăn chỉ một lần lấy đậu phộng một nắm tay thôi. Một muỗng canh bơ đậu phộng là đủ lực yêu cầu. Một nắm tay cho dễ làm đúng không? Đúng rồi. Vâng. Rồi giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Rất nhiều cuộc nghiên cứu đã ghi nhận được khả năng chống bệnh ung thư của đậu phộng, đặc biệt là ung thư ruột già, ung thư trực tràng, tức là ung thư tại đoạn ruột cuối cùng của ruột già, và đứng hàng thứ 3 trong danh sách tất cả các trường hợp ung thư mắc phải tại Hoa Kỳ. Và các nhà khoa học Đài Loan đã nghiên cứu về đậu phộng trong suốt 10 năm, thưa quý vị. Trên 12.000 người phái nam và 12.000 người phái nữ, họ nhận thấy là chỉ cần ăn ít nhất 2 lần một tuần thôi sẽ giảm được 58% bệnh ung thư ruột già ở phái nữ và 27% nguy cơ này ở phái nam. Rồi thêm một cách nữa là giảm nguy cơ sỏi mật. Một cái nghiên cứu tại Hoa Kỳ, một nghiên cứu y học kéo dài 20 năm trên 80.000 phụ nữ cho biết là những ai ăn mỗi tuần 2 muỗng canh bơ đậu phộng thôi sẽ giảm được 25% nguy cơ mắc bệnh sỏi mật và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và suy giảm khả năng nhận thức. Thì cũng một nghiên cứu y học tại Hoa Kỳ cho biết là thường xuyên ăn những thực phẩm giàu vitamin B3 như đậu phộng sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh quên lãng, bệnh suy giảm nhận thức. Và theo một cuộc nghiên cứu khác tại Chicago với 3.000 người trên 65 tuổi, thưa quý vị, mỗi ngày hấp thu 22mg B3 từ thực phẩm như đậu phộng sẽ giảm được 70% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Wow. Vâng. Mỗi năm, chúng tôi nói là một nắm tay đó, đầy đậu phộng có một cái lượng vitamin B3 cần thiết mỗi ngày là 14mg cho phái nam và 14mg cho phái nữ. Chỉ cần nắm tay thôi. Vâng, nắm tay là chúng ta có thể là... Sau cùng, thưa quý vị, đậu phộng là một thực phẩm ngăn ngừa lên cân lý tưởng. Cô muốn duy trì vóc dáng thì cứ ăn đậu phộng. Cái này bộ được, ai cũng thích hết á. Vâng. Thưa bác sĩ, thì bên cạnh những cái ích lợi đó thì Mỹ Vân cũng nghe nói là có rất là nhiều trường hợp bị dị ứng đậu phộng, đôi khi mà dẫn đến tử vong luôn. Thì Mỹ Vân cũng thắc mắc là tại sao ạ? Đúng cô. Theo các cơ quan y tế Hoa Kỳ thì thưa quý vị, có khoảng 0.6% dân số bị dị ứng với đậu phộng, thường là trẻ em, với các triệu chứng như là nếu mà nhẹ đó thì như là chảy nước mũi này, nặng hơn là nổi bề đay, bị tiêu chảy, thở khò khè hoặc là khó thở, bị tụt huyết áp và đôi lúc đưa đến tình trạng bị sốc phản vệ, có thể dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Thì thưa quý vị, dị ứng xảy ra khi hệ miễn nhiễm ngộ nhận các protein trong đậu phộng là những chất có hại. Nguyên nhân tại sao có người không bao giờ bị và có người chỉ ăn vài hạt hoặc chỉ ngửi mùi thôi là đã bị dị ứng rất nặng thì y học vẫn chưa giải thích được. Cái dị ứng đậu phộng thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ em. Các dữ liệu cho thấy là đậu phộng đóng trong các cái gói nhỏ lâu ngày mới đến tay người tiêu thụ gây dị ứng nhiều nhất. Vì thế khi mà đi máy bay đấy, quý vị phụ huynh cũng không bao giờ cho các cháu nhỏ ăn các loại đậu phộng trong các gói snack. Bởi vì lỡ bị dị ứng vào lúc đó thì sẽ không thể cấp cứu kịp thời. Kịp thời, yeah. Nhưng mà chúng tôi biết là hình như bây giờ các máy bay người ta cũng đã không có cung cấp đậu phộng cho các... trên máy bay. Vâng. Vì họ cũng biết là nhiều trường hợp xảy ra cho các cháu. Thêm một cái lưu ý nữa thưa quý vị. Vì đậu phộng có tính mát và nó hơi lạnh, cho nên khi mà chúng ta bị diarrhea, tức là bị tiêu chảy đó, chúng ta nên tránh không dùng đậu phộng. Cũng đừng ăn quá 100 gram đậu phộng mỗi ngày và không ăn đậu phộng nếu có dấu hiệu bị nấm mốc, tức là cái đậu phộng nó bị ôi. Đồng thời cũng không nên ăn quá nhiều đậu phộng rang, có thể sinh nội nhiệt và gây ra táo bón. Đậu phộng rang em khoái lắm á. Vâng, ít ít thôi thì ok. Dạ, Mỹ Vân cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về đề tài ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán thính giả, với những thông tin bổ ích này thì Hoàng Mỹ Vân hy vọng sẽ góp phần duy trì sức khỏe cho mọi gia đình và tránh được những trường hợp dị ứng cho trẻ em trong việc dùng đậu phộng. Mỹ Vân xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị ạ. Cảm ơn cô Hoàng Mỹ Vân cũng như cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và trước khi chia tay thì chúng tôi cũng một lần nữa lưu ý là chúng ta đang chia sẻ những thông tin học và nó chỉ có giá trị tham khảo mà thôi.
Khi có những vấn đề bệnh lý thì xin quý vị hãy đến các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Chúng tôi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và luôn được bình an. Cảm ơn cô Hoàng Mỹ Vân. Mỹ Vân cảm ơn bác sĩ. Hoàng Mỹ Vân cũng xin nhắc lại là nếu quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo thì xin hãy gọi và để lại message vào số 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.